vị và các bạn thân mến, sau đây sẽ là một tiết mục không thể rời mắt. Hãy hướng mắt về sân khấu để gặp gỡ cô gái duy nhất trong top 8, Kelly sẽ cùng kết hợp với ông thầy Binzy của mình trong một tác phẩm mà thưa quý vị, nghe đồn là anh ta có gửi gắm rất nhiều tâm sự đời trai của mình vào trong đó. Mời quý vị lắng nghe tâm sự của Binz dành cho tất cả những người còn lại trong chương trình nhé. Phải để chán chừ áp lực giờ nhân hai mùa này anh gắn thử vì team đã hy sinh sót lại một thánh nữ bà mẹ cấp của chương trình có vẻ sẽ khó giữ sau bài đã bỏ ngang house trận chính này dở dang wow anh tu mặc vẫn đang nhăn nhà căng mà vẫn sang how hold on flow pretty sick anh thua trận này là impossible thiệt chiến xong lên đây anh đang rầu về cũng khó đi phố chẳng cách thành niên muốn đấu với phải thì mình phải tìm thêm mũi ba để có thêm được gớt anh tôn thờ chỗ trống và im lặng là vàng nên anh luôn nhiều tài sản nếu vẫn chưa thấy thuyết phục em có thể google tìm thêm dấu phẩy của anh ra chọn cuộc chiến bình ngây thơ nhất dù rằng đấu này đầy quái vật buộc quá. Kelly, hold on. Yeah, em cứ tập trung tỏa sáng. Còn mấy anh trên này để ăn. Nhờ camera zoom vào carrot để mọi người thấy là miệng vẫn ăn. Ủa anh ơi, anh ok vẫn đeo cái chuyện đó. Đâu? Tới khi nào anh thấy? Anh không biết. Nhưng nếu ổng có cả thế giới, nó sẽ thuộc về em ngay. Không duy như mai âm nhạc. Nên không diss thì vì anh thích thì và anh thích khi gào thét nhưng ta chóc vô chung kết nên anh thích nghi. Vậy em thích thì thật ra chỉ thích ông guitar ngồi kia hát la. Mà anh tu qua còn biết cho em giết đi. Rồi sao nữa? Em phải ngắt cô xa để anh thanh nghe được rõ em đang viết gì. Tim anh không căng bằng ngôn thiệt. Ta trời một công bằng không thiệt. Anh lên đây cho xong công việc. Thật ra em không mong phong miệng. Thôi thì tạm gác lại khác bông tiếng công. Em mong anh vượt được biến công. Bồng sơn có dịp anh viết thầm. Khi cần em cứ việc kiếm anh. Do it for the team. Yeah we do it for the team. Do it for the team. Yeah we do it for the team. Do it for the team. Yeah we do it for the team. Do it for the team. Yeah we do it, do it, do it. That's right. We do it for the team. Người ta do it for the game. We do it for the heart. Người ta do it for the fam. We do it for the culture. Người ta do it for the cam. Fight it forever live. Even when the show is end. Whoa. Hết như vậy tôi muốn nghe nữa. Trời ơi, hơi ngắn, hơi ngắn. Sao cái đoạn này là phải chửi nặng hơn nữa? Em cũng đang chờ anh à. Ừ, nhưng mà em không thấy điều đó xảy ra. Tại sao tới đây mà dừng được? Trời ơi, bắn khói ngộp thở không ca nữa. Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với Rap Việt. Và đây sẽ là một tiết mục mà tôi nghĩ là không ít quý vị khán giả đang chờ đợi từ đầu chương trình đến giờ. Đoán xem huấn luyện viên sắp tới sẽ hát là ai? Em đoán đúng rồi, đó là Binzy thưa quý vị. Và hãy nghĩ xem là trong đội Binzy có hai thí sinh một chọn, đó là Gonzo và Thành Roy thưa quý vị. Và hai thí sinh này sẽ kết hợp cùng huấn luyện viên của mình để tạo nên một tiết mục. Em nghĩ nó có hay hay không? Tuyệt vời thưa quý vị. Và một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Binzy, Thành Roy và Gonzo.
gì em nói anh xem. Không nhiều tật xấu ngoài thời nhanh quên. Tôi đã mất rất nhiều đêm thao thức lắng nghe về những lừa dối quanh em. Những người tôi từng nói rằng yêu họ, deep inside lost how I feel, yeah. Những người đã nói rằng họ yêu tôi rồi biến nó thành đã từng. Ta phải đau thật nhiều vì yêu trước khi kịp hiểu ra một điều muốn gần bên nhau rồi cho tính tình mỗi người một kiểu. Thì ta cần học được cách thứ tha. Những lần gần mà lòng cứ xa là đôi khi ta cần thêm khoảng trống chứ không phải là. Tell me what love is and then tell me why. No matter what is the otherwise. Lovers fight hard but it's all alright. But it's having you there by my side. Tell me what love is. Tell me what love is. And love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is. And love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is. And love is what you tell me. Tell me what love is. Tell me what love is. And love is what you tell me. Là những ngày nắng trời thân thang và cũng lyrics dày thân trang. Tình yêu là gì mà khiến anh phải ngồi vịt và mưa chẳng liên quan. Là những ngày dọn về là sao đánh thức ăn dược ngành chim bào. Dù là bao lâu dù làm nhau đâu vì em sẵn sàng đánh đổi tất cả right now. Giống tình yêu anh không tiếc, nhưng tin con tim anh không biết. Như khói nhẹ bay nốt buồn dễ tàn ngay. May là anh đã không. Guitar mỗi hai hợp âm, ba chàng ngông ngồi hát phù vơ và lỡ. Girl what you've done, em thật không yêu. Got me falling hard. Tell me what love is. Tell me what love is. And love me is what you tell. Tell me what love is. Tell me what love is. And love me is what you tell. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what you love it. Love it. Love it. Love it. Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? Uh-huh. Mà tại sao trong phút chốc em vội ra đi? Và em ơi, nói tôi nghe tình yêu là gì? That's right. Mà tại sao đã có lúc lẽ ước hẹn mi? Thanh niên kia hỏi tại sao đã kẻ khủng khờ. Người bộm từ đầu lại đến ta làn khói cho tim mù mờ. Mọi thứ đều có lý do cho tôi được biết lý do mình chờ. Đã ai hồi lâu muốn sai chứng nhỏ sao tôi lại cách không như mình ngờ. Mà tại sao tôi lại thành tật vậy? Thành tật trong từng lời nói. Mà tại sao lại nói tất cả cho em dùng người mới quen. Ô chỉ biết cảm xúc cứ chạy. Trên môi là những làn khói. Đằng sau đó là chút niềm tin tôi đành đặt cược vào cảm nhận này. Tôi muốn mình hiểu rõ được mình, quan sát mọi thứ từng ngày qua ngày. Cảm xúc sẽ không lừa dối khi tôi được có em tay trong tay. Biết đâu lại tới một ngày tôi sẽ thay đổi như tôi lúc này. Tới lúc đó tôi sẽ tự hỏi rằng tình yêu trong tôi là gì. Hai hợp âm, ba chàng ông ngồi hát phù hợp. Hai hợp âm, ba chàng ông. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, what you done? Hai hợp âm, ba chàng ông ngồi hát phù hợp. Hai hợp âm, ba chàng ông. Baby girl, what you done? I'm falling in love. Baby girl, tell me what your love. Tell me your love and then tell me your love and then tell me your love. Tell me what your love is. Show me your love and then show me your love, love and then show me your love. Tell me what your love is. Love, 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 love. Tell me what your love is. Love, love, love. What is love? Binzy, Andro và Gonzo. So cool.